Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án là member nhận 10 token có ký hiệu là MBRX nha các bạn. Một token này hiện tại trong chương trình bán hàng VSL là giá là cứ khoảng 15 đô cho một token nha các bạn. Hiện tại dự án này nó chuyển mạng qua mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì chương trình bán hàng VSL nó còn 13 ngày nữa nè các bạn. 13 ngày 17 giờ nữa nè các bạn. Thì đây là lộ trình của nó nè các bạn. Hiện tại con này nó có ra map nè các bạn. Lộ trình của nó nè các bạn. Đây thì nhóm của nó nè các bạn, có nhóm nữa nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của mình, mở cái link form nè các bạn. Thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, tiếp tục không follow tại Twitter và retweet cho Binbot nè các bạn. Bạn nhắc vào đây nha các bạn. Làm mà những dáng thế này thì nó ít có bị scam nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like và trích dẫn bài viết đó game các bạn. Hiện tại dự án này nó cho trích dẫn cái tờ tweet nè các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lên các bạn. Rồi sau khi các bạn tờ tweet xong các bạn mới up lên các bạn. Các bạn mở link form lại các bạn. Rồi tất cả các bạn join vào kênh Telegram group nữa các bạn. Tiếp tục các bạn follow Facebook nè, follow Medium Book, follow Instagram, follow Liquid, follow Reddit nữa các bạn. Thì các bạn nhấp vào từng nhiệm vụ một, các bạn làm nhiệm vụ thôi các bạn. Trên Facebook thì các bạn bấm thích bài viết nữa các bạn. Các bạn lướt xuống đây nè. Khoan các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Các bạn thích cái bài viết của nó nghe các bạn. Rồi sau khi các bạn thích bài viết nó xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn nhấp vào trang avatar Facebook mình nha các bạn. Các bạn lấy đường link username của mình, các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ đường link username mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Chết bà phải. Rồi nha các bạn, các bạn làm nhiệm vụ xong thì các bạn xuống đây các bạn điền thông tin nha các bạn. Đầu tiên em thì các bạn ghi họ và tên của tất cả bạn vào nữa. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nữa các bạn. Số phone này không bắt buộc thì các bạn cũng điền luôn các bạn. Các bạn ghi cộng 84. Rồi ghi số điện thoại mình bỏ không đầu các bạn, 32993157 nữa các bạn. Tiếp tục username Telegram của tất cả các bạn đã join vào kênh group nha các bạn. Cộng anh 1133 nè các bạn. Tiếp tục username Twitter các bạn đã follow và tweet nha các bạn. Cộng tweet win. Tweet win VNNH9 nha các bạn. Username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì đường link profile Facebook thì các bạn dán vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì username Instagram, Liquid, Reddit, Minimum thì các bạn vào follow từng nhiệm vụ một các bạn. Tiếp tục là follow Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bức ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy lại cái đường link username mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn trả vào lên form này nè các bạn. Rồi các bạn dán cái username của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bỏ từ cái dấu gạch này các bạn. Thôi các bạn. Các bạn ghi vào cộng nha các bạn. Bạn bỏ cái thằng này. Tiếp tục thì đường link profile URL. Thì các bạn vào đây các bạn follow Reddit nha các bạn. Liquid. Rồi tiếp tục con follow Liquid nha các bạn. Thì tất cả nhiệm vụ thì các làm tương tự như các bạn. Trên Liquid thì các bạn cũng follow nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Chưa các bạn.
các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nữa các bạn. Rồi các bạn copy dòng thời gian của LiquidWin của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn chờ đợi confirm và bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì Reddit nha các bạn. Username Reddit thì các bạn vào đây follow Reddit tiếp tục nè. Không có gì khó chứ các bạn. Trên Reddit thì các bạn bấm vào son follow này nè các bạn. Này các bạn. Son vào rồi. Các bạn nhấp vào bao nhiêu bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar mình nha các bạn. Các bạn chờ lót xíu các bạn. Rồi tất cả các bạn copy cái dòng username mình chỗ này nè các bạn. Copy hết luôn luôn các bạn. Bỏ đi bạn. Pha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow minimum thì tất cả các bạn cần phải phát IP nha các bạn. Thì các bạn phải các bạn. Các bạn lấy cái phần link mô tả của mình đao về một cái trình duyệt là tool VPN nha các bạn. Các bạn mở tool VPN lên nè các bạn. Các bạn vào follow mới được nha tất cả các bạn. Các bạn chọn trên dòng chứ. Quả trên đắt trên này nè các bạn. Và nhấp kết nối. Các bạn chọn qua kỳ nha các bạn. Phan các bạn. Quỷ đi. Phan các bạn. Các bạn chọn qua kỳ nha các bạn. Ok. Rồi bạn bấm kết nối nha các bạn. Chờ nó kết nối chút xíu các bạn vào follow minimum nha các bạn. Rồi các bạn phát IP xong thì các bạn qua follow minimum các bạn. Bạn nhấp vào follow minimum nè. Rồi nha các bạn, bạn nhấp vào follow win là thành công các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một đường đen nè các bạn. Thì các bạn rồi các bạn nhấp vào cái avatar của mình thì sẽ thấy được username của mình nha các bạn. Vì nó lót lâu quá mình sẽ không có thể hướng dẫn các bạn lấy username minimum được các bạn. Thì các bạn nhấp vào một đường đen này xong rồi các bạn nhấp vào một avatar của mình thì các bạn sẽ thấy được username minimum mình người ta các bạn. Thì rồi các bạn điền thông tin vào minimum mình chỗ này nè các bạn. Vì mình đã nhớ rồi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 chỗ này nha các bạn. Bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè các bạn. Rồi nha các bạn nhấp vào Smart Chain BNB nè. Các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn mới đập lại. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi mã giới thiệu này các bạn để ý nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào apply file drop nữa các bạn. Đâu. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn nhấp vào apply file drop thì nó sẽ có một cái vòng tròn chạy cơ khoảng các bạn chờ đến 3 đến 5 phút nha các bạn. Sau khi nó hiện ra chữ iDrop Submit Reason Reception này thì các bạn mới thành công nha các bạn. Thì mình đã gửi tài liệu cho nó các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iDrop nhận 10 top cần có ký hiệu là MBR. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.